Xin chào tất cả anh em thủ nha, từ miền Nam đến miền Bắc. Anh em đã theo cá rồi quay trở lại video ngày hôm nay, video mùng 3 ngày tháng 5. Cái video này chúng mình tổng cộng có 3 mẫu cần và một số máy và một số phụ kiện như này. Ở trong hôm nay cho mình giá cực tốt nha. Đó, phụ kiện rất là nhiều, cần tay thì những dòng như là tay lóng ngắn, tay lóng dài, những dòng cần lưu như này. Đây có dòng lưu của Shimano này. Bushido như này. Đó, cần ISO những dòng súp lỡ đồ cho mình công ngâm lăn xe. Có khoang xích rồi nha. Đây, cần rất đẹp. Thì một số cần lục cán vợt, cần dây cong, cần tay, cần lưu thì Masograph mới tinh chưa xài qua. Cần máy ngang có những dòng như là khoang titanium như này, silicon. Những dòng cosic cơ biển thì sẽ có cắm gốc, đây cắm gốc máy ngang máy đứng như này và cần hai khúc ạ. Thì tất cả mặt hàng bên đây hôm nay như này, ship code là 30.000 một đơn, nhận hàng đồng kiểm nha. Thì em sẽ lên một số dù trước như này. MPE thì em còn những dòng X8 thì em có hai size như này, đây hai size, một size là 6 chấm, một size 7 chấm nha. Cái này thì là dài 100 m. Cái này là của dòng IGK. IGK thì cái thương hiệu phụ kiện thì anh em xài rất là nhiều rồi, cực kỳ ngon như này. Đây, cái PE của mình là PE màu xanh nha. Đây, màu xanh thế này. Cái PE này sẽ bán cho mình là giá là 100.000 một cuộn nha. Anh em lấy từ 3 cuộn sẽ miễn ship. Cái này thì anh em mua về 100 m thì anh em nối thêm như này. Nó mua 3 cuộn mình nối thêm đánh vẫn được. Chứ 100 m nó hơi ngắn. Còn mấy con này mà một cuộn của nó mà nguyên 200 m á, cái size 200 m hoặc 150 á thì rất là mắc như này. Rơi cho mình tầm khoảng vào 500-600.000 một cuộn. Còn cái này thì nó ít người xài nên mình sale giá rẻ nha. Rồi 6 chấm thì là 80 lờ bao, 7 chấm là 95 lờ bao, trong tải cá tầm khoảng vào 3-40 kg trở lên là 3-40 kg trở lên là ok nha này. Đó, 100.000 một cuộn nha. Cái này thì của Nhật rồi, Japan, IGK nha. IGK thì xài rất là ngon. PE X8. Cước thì cước câu tay thì em còn chỉ có 2 cuộn thôi, trong là sót lại 2 cuộn nha này. Đây của dòng Sealine nha, cái dòng BK. Cái cước này thì 2 cuộn khác nhau, cước này cước câu tay nha. Đây cước câu tay. Cái này thì BK này của Mỹ anh em biết rồi, Made in USA này. Thì em chỉ còn hai cuộn thôi, một cuộn 1 chấm và một cuộn 1.5. Một cuộn này thì dài là 500 m như này. Đây một cuộn là dài 500 m. Để em tháo cái màu làm cho này. Đó. Một cuộn là dài 500 m nha, cái màu thế này, cái dạng màu xám khói này, màu xanh nước biển á. Thì cái thông số con này này, 1 chấm á là tải được 5,5 kg. 500 m, còn mình 1.5 á thì tải được 8,5 kg, 8,4 kg. Đó, 90.000 một cuộn nha. Anh em lấy từ 2 cuộn sẽ miễn ship cho mình. Lấy 2 cuộn miễn ship nha. 90.000 một cuộn nha. Anh em lấy từ 1 cuộn hoặc kèm cần thì em hỗ trợ ship luôn. Máy câu thì em có cho 2 con. Con số 1 đi. Số 1 thì đây sẽ con máy của dòng Daiwa. Con này thì máy cối nông, mua pin sống như này, của dòng Crosscut 4500. Đây thì nó sẽ bị dính một chỗ cái dạng như là muối như này. Cái này thì mình chà sạch thôi. Cái thông số cước thì nó ghi ra bị file một xíu này, số 6 được 200 m, số 7 170 nha này. Đây, số 7 170 chạy cho mình là 430. Thì cái bản này thì bản China xuất thị trường Nhật anh em biết rồi. Đây giờ mình có rớt cát nha này. Đây có rớt cát nha. Lô cước này. Lưỡi gà gì ok nè. Mấy con này thì mình câu biển đánh lục nha. Mấy con này thì cực kỳ ngon rồi. Đó, máy đẹp như này. Tình trạng rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90%. Đây, một chiều nha. Đó, một chiều máy bao mực ạ. Rồi con này để cho mình giá tốt cái này, giá 1 triệu thôi. Đó, cho nên giá là 1 triệu nha. Đó, 1 triệu cho mình ạ. Máy cực ngon. Giá tốt cái này. Con máy mã số 2 thì một con máy máy mới chưa xài qua nha. Con này là của dòng Shimano Saragoza F6000HK. Con để cho mình giá cực tốt này. Con này thì máy mới nha này, chưa xài qua, giá thị trường thì tầm khoảng gần 5 triệu như này. Đấy, phụ kiện thì sẽ có đầy đủ hộp này. Đây sổ sách như này và lông đền đều có nha. Sổ sách lông đền có đầy đủ này, tổng thể thế này. Con này là Saragoza F6000HG, phụ kiện đầy đủ như này, máy mới chưa xài qua nha, 100%. Nó 100% như này. Thì tay quay của nó này, đây, tay quay của nó sẽ có bịch riêng nha. Cái này này có chán là biết nha. Đây tay quay Shimano chính hãng cho mình. Sẽ lấy cái máy mình xem. Đó, Saragoza. Có đầy chắc cũng đời cao tầm khoảng 2021-2022 như này. Nó 2021-2022 nha. Rồi cái thông số con này như sau này, 6000HG mình câu biển câu ngâm được. Ratio là 5.7.1, tải 10 kg cá, trọng lượng máy là 455 g, bạc đạn thì 6+1 nha. Đây, PE số 3 được 300 m, ni lông thì 0.33 được 240. Mới tinh chưa xài qua này. Đó, này nhìn này. Lô cước nha. Lưỡi gà này. Hoạt động tốt, máy thì bao mượt rồi. Đó, con này thì có 1 triệu thôi. Máy đời mới như này. Rồi con này thì giá mới là 4.8 triệu như này. Anh em cứ xích giá thoải mái nha. Thì em bán cho mình là 3,5 triệu thôi. Đây, 3,5 triệu. 3,5 triệu như này. Giá cực tốt ạ. Rồi đối với cần như này, cần thì em sẽ lên cho mình trước là hai con cần tay mini. Cần tay mini thì để mình cặp giá rẻ này.
mini mã số 1 ở đây thì 3m6, đây 3m6 này. Con này thì dài của dòng OGK, mấy con là thì hàng Nhật Bản, tình trạng của cần thì carbon như này. Độ cứng rồi cho mình tầm khoảng 3h thôi, cho mình câu cá rô, cá giết, mình câu suối, ba lô đi du lịch nha. Đây 36, 36 thì cái size này cũng chuẩn chuẩn. Cho nên mình dễ câu cá rô này. Lỏng liếc thì đẹp như này, sáng hết này. Đó. Cái ngọn con này thì em đo thực tế được cho mình á là ngọn tầm khoảng 0.8 ly, 3m6, cân nặng là 140 g như này. Mã số 1 nha. Con này giá cho mình là giá 400 ngàn ạ. Thu gọn cần là 55 cm nha. Đây 55 cm. Mã số 2, số 2 thì một con cần tây. Cái con này thì Waco nha. Waco này thương hiệu này của Nhật anh em biết rồi. Dài là 4m5 nha. Con này nước sơn màu trắng đen rất đẹp. Phụ kiện thì sẽ có một cái nắp chụp kèm thế này. Thì độ cứng con này cũng tầm khoảng vào 3h thôi. Cho mình câu cá rô, cá giết ngọn nhỏ nha. Tầm khoảng 0.7 ly. Phôi rất đẹp này. Đó, phôi nước sơn màu tím nha này. Đó, tím của Waco nha. Thì tất cả mặt hàng mà đem ship code tới nhà, anh em mình nhận hàng được đồng kiểm hết ạ. Được kiểm tra hàng nha, rồi thanh toán tiền của nhân viên nhập hàng. Đây. Sẽ có nắp chụp kèm. Con này 4m5 thì tổng trọng lượng của cần cân được là 128 g như này. Đây 128 g. Thì cái này em đã đo sẵn cho mình hết rồi nha. Con này mã số 2 giá 600 ngàn, thu gọn của cần là 53 cm nha. Đây. 53 cm cho mình ạ. 4m5 Waco. Waco thì Japan rất đẹp nha. Tiếp theo mã số 3, số 4 thì sẽ có cần lua rút như này. Số 3 thì đây sẽ có một con cần lua rút của dòng Shimano. Đây. Con này thì Shimano có dòng Sati Game Seabass. À, độ dài con này là 11 feet là 3m3 này. Có thông số tại mồi từ 7 đến 15g, tại cá tầm khoảng 14 lơ bao nha. Con này hàng Indo xuất Nhật này, có mã code tem vàng. Cần rất đẹp như này. Đây, tổng thể thế này. Thì con này bass của mình là bass Fuji Shimano, dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji này. Đây Fuji đen nha. Đây Fuji đen loại xi đá xám. Nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bô xích chống xoắn. Cái ngọn mình là ngọn tầm khoảng vào 1.7 ly. Ngọn sẽ có một này, hai khoen chạy nha. Thì con này mình lôi nhá, hơi nhớ thật được nha. Độ cứng rơi cho mình tầm khoảng L thôi. Đó, nước sơn rất là đẹp của Shimano như này. Còn để cho mình giá tốt nha, cường mới nha. Con này thì mình lua rút, anh em mình câu ngâm câu đơn cũng được cho mình ạ. Thế con này thì dễ câu, đa năng. Cân nặng là 190g, mã số 3, giá là 1.3 triệu. Đây con này 1.300.000. Mới như này. Đây, lua rút nha. Con này kèm là ba lóng thôi, tại vì lóng nó dài. Số 4 này, số 4 một con cần siêu phẩm này, con này của Shimano dòng à. Bodelet như này. Đây, Bodelet của Shimano. Con này thì cần mới, anh em chích giá là biết rồi. Con này rơi cho mình tầm khoảng vào 20 á. Đó, cái dòng Bodelet rất là mắc như này. Con này thì cần mới chưa xài qua nha, anh em lưu ý nha. Con này thì em mua cửa hàng trưng bày nha. Cái phụ kiện thì sẽ có một cái bao vải zin theo cần và một cái nắp chụp zin. Nó thiếu cho mình một cái hộp thôi. Đó, thiếu một cái hộp thôi. Nắp chụp zin này. Đó, con này thì độ cứng rơi cho mình tầm khoảng một độ cứng hát á. Đó, con này thì 2m45 nha. Bodelet con này là cần lua rút nha. Đây, lua rút thì Power X 2m45 cứng hát. Indo xuất Nhật này, có mã code nha. Tem vàng đầy đủ hết cho mình ạ. Shimano. Đây, em nhìn kỹ nha, chưa xài qua. Pad là pad cộng này, carbon C14 cộng. Dàn khoen con này là dàn khoen xích nha. Xích chân ca. Xích chân ca cho mình. Cứng hát thì con này tải mua cho mình tầm khoảng 450 g thoải mái, ngọn 2 ly. Carbon xoắn hai da thì gốc tới ngọn, ngọn sẽ có 1 2 khoen chạy này, 3 khoen chạy này. Có tất cả các lóng mà đều có định vị hết nha. Đó định vị này. Con này cho mình giá cực tốt luôn. Đó, giá chỉ bằng 1/4 giá mới thôi. Con này giá mới chắc tầm gần 20 nha này. Nó gần 20 nha. Cái dòng Bolet thì cực kỳ mắc ạ. Kể cả cần tay của nó cũng tầm khoảng mười mấy triệu một cây rồi. Đó. Rất mắc như này. Cần đẹp. Con này mã số 4, cân nặng của cần thực tế này là 170g, mã số 4 đối với cần. Con này phụ kiện đầy đủ như này, mới tinh chưa xài qua nha. Lưu ý, con này để cho mình giá 5 triệu nha. Đó, giá 5 triệu cho mình ạ. Bodelet như này. Anh em kia inbox thì em sẽ gửi cụ thể hình ảnh qua. Cứng tầm khoảng độ cứng hát. Cứng hát đối với cần lua rút á thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng 40g thoải mái như này. Mã số 5, năm thì đây sẽ có một con cần. Cái con này thì anh em mình câu ngâm câu đơn. Con này dạng cần lua rút như này. Con này cần rút cho mình câu ngâm câu đơn. Con này thì cái độ dài của cần này thực tế như này. Đây thực tế này 2m7 nha. Đây 2m7 cho mình. Con này khoen của mình là dạng khoen Fuji xứ xám. Con này thì độ cứng rơi cho mình tầm khoảng á, tính theo cần ISO nó tấm tổng độ cứng 4 này. Ngọn sẽ có 1 2 khoen chạy, đây nước sơn màu trắng. Và dưới này carbon xoắn vân, 3 khoen chạy cho mình. 2m7 thì cần đi kèm cho mình là ba lóng thôi. Đây ba lóng nha. Con này thì anh em về câu ISO, mình câu ngâm câu đơn, mình câu lưới chùm vẫn được này. Tay cầm được cuốn chỉ nha, zin tao cần, bát vặn Fuji, cúc sẽ có dây buộc bảo hiểm. Mất update nha, con này bị mất update như này. Mất update rồi.
Con này mã số 5, giá con này là giá 400 nha anh, 400.000, ngọn là 2 ly, nặng 320g. Đó, 320g, giá 4 xị ạ. Tiếp theo mã số 6. Số 6 thì một con cần rút, cái con này là cần lục nha, đánh đầu cần gần bờ. Đây, dòng Blue Sup. Dài 3m6, độ cứng 15. Con này thì khoen pad Fuji hết luôn. Đó, khoen pad Fuji nha anh. Thì cái ngọn của cần này thì đo được sát cho mình trên này á, là ngọn 1.8 ly. Ngọn sẽ có 1 này, 2 khoen chạy này. Đó, cứng 15. Đi kèm là 4 lóng nha. Tình trạng cần thì vẫn còn ok hết ạ. Đó, ok như này. Nó sẽ có sức, giảm sức dăm sơ thôi. Để có đóng semi chống nổ đầy đủ này. Rồi 3m6, độ cứng 15, khoen pad Fuji. Pad là pad gập Fuji ạ. Mấy con này bên đây vẫn hỗ trợ hạ pad nha. Để hạ pad thì yêu cầu anh em mình. Con này mã số 6, nặng là 240g. Thôi để cho mình giá 500 như này. 500 ngàn nha, giá rẻ thôi. 36-15. Tiếp theo mã số 7. Số 7 thì một con cần ISO khoen lớn. Con này của Daiwa, con này cực đẹp nè. Của dòng Carbon Wicker. Dài 5m4 này, độ cứng là độ cứng 3 nha. Cứng 3 thì xả cần tay ra cho mình tầm khoảng 15H. Đây, cái dàn khoen con này là dàn khoen full xích nè. Đây, dàn khoen full xích, full 2 da nha. Đó, full 2 da. Con này em về hạ làm cần tay câu bát cũng được ạ. Thì độ cứng 3, con này ngọn cần là 1.5 ly, sẽ có 1, 2, này, 3 khuyên chạy này. Đây, 1, 2, 3 khuyên chạy. Khi dòng này thì trừ cái lóng ngọn ra thôi, là carbon xoắn vân. Còn mấy cái lóng còn lại là 2 giá này. Đó, 2 giá như này. Lóng lít cực đẹp nha. Con này mà xả gần tay tầm 5H, đi kèm 6 lóng nha. 6 lóng. Phôi của mình là phôi carbon 2 giá, dàn khoen con này là dàn khoen full xích, khoen lớn ở trên này. Đây, dàn khoen full xích, khoen lớn ở này. Rồi, pad của mình là pad vặn nha, Fuji FS 24 USA. Cân nặng của cần là 350g, mã số 7. Giá con này là giá 1.8 triệu ạ. 1.800.000 nha. Mấy con này tụi em săn cửa hàng thì anh em khỏi bàn rồi, kiểm tra kỹ hết. Tiếp theo mã số 8. Số 8 thì đây có một con cần ISO biển nha. Đây, cái con này con cần ISO biển rất là cứng nha. Con này thì độ dài cần là 5m3, khoen lớn. Mấy khoen dưới của nó là khoen Fuji dạ quang, còn khoen trên của mình là khoen Fuji xứ xám, đầu bu Fuji xứ xám luôn. Con này thì 5m3, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng độ cứng 5 ạ. Ngọn cần là ngọn 2 ly này, sẽ có 1 này, 2 khoen chạy nè. Con này khoen của mình là khoen xứ xám nha, hỗ trợ anh em mình câu bằng đêm tốt hơn. Con này thì cứng, con này dạng ISO biển, đánh đầu cần mình câu bờ kè được này. Con này giá rẻ nha, tình trạng sẽ có sức dăm sơ thôi. Đây, sẽ thế này, sức sơn như này. Trong một sức sơn thế này thì không ảnh hưởng chất lượng cần nha. Anh em cứ nhận hàng, mình kiểm tra lại một lần nữa kỹ giùm em, rồi mình trả tiền qua nhân viên giao hàng nha. Pad Fuji F8, pad này pad lớn như này, pad này mình gắn máy lớn được này. Đó, pad cao, bên em hỗ trợ hạ pad. Gốc của nó thì bằng cán gỗ. Cái này thì có sẵn nha, đây là hàng Nhật về cũ, có xài qua thì người ta rạc bớt cái gì đó, vẫn còn nguyên này. Rồi, con này thì cân nặng là 580g. Con này thì giá của mình là giá 500.000 nha. Đây, giá 500.000. Con này mã số 8 như này, giá 500. Đó, 5m3 độ cứng, tầm khoảng độ cứng 5. Thì sâu biển nha, giá rẻ. Tiếp theo mã số 9. Số 9 thì đây sẽ có một con cần lọc carbon. Con này có dòng là Alcott cho nên độ dài cần là 3m9. Con này thì cứng tầm khoảng 25 thôi. 25 thì anh em đánh đầu cần vào gần bờ. Đây, khoen pad Fuji hết nha, loại xí đế xám. Cái ngọn cần là ngọn 2.4 ly. Thì nước sơn màu trắng sẽ có 1 đây, và 2 khuyên chạy này. 1, 2 khuyên chạy nha. Còn mấy cái lóng còn lại của mình là carbon này. Đây, xoắn vân toàn thân. Trong hàng bãi thì nó sẽ có sức dăm sơi này. Đó, sức sơn sơ sơ ở ngoài nha. Cái này thì không tránh khỏi rồi. Thì giá rẻ thôi. Rồi 39, độ cứng 25. Đánh đầu cần mà gần bờ. Cân nặng của mình là 350g. Mã số 9. Giá con này là giá 600 như này. Đây, giá 600.000 ạ. Tiếp theo mã số 10 ạ. Số 10 thì một con cần lộc của Daiwa. Cái con này là của dòng mà Subswin Carbon Wicker phôi 2 da, độ dài là 4m2 này, độ cứng 25. Đánh đầu cần mà gần bờ như này. Đó, đánh cầu cần gần bờ. Pad Fuji. Dàn khoen của mình là dàn khoen full xích nha. Đây, dàn khoen full xích hết này. Cái con Subswin này á thì có định vị như này. Đây, nó sẽ định vị nha, cứng 25 tầm khoảng EX, phôi 2 da thì gốc tới ngọn luôn. Độ bu xích. Cái ngọn cần là 2.5 ly. Đây, định vị nha. Đó. Có hai khuyên chạy đều có định vị hết này. Và phôi 2 da. Đây, tập thể thế này. Đi kèm là 4 lóng như này. Đây, số lượng là 4 nha. Đây, cần thì nó còn ok hết. Đẹp sáng ạ. Đây, tập thể thế này. Tình trạng sẽ có sức dăm sơ theo các lóng ạ. Con này thì để cho mình giá tốt thôi. 4m5, 4m2, độ cứng 25.
bên em hỗ trợ hạ pad miễn phí. Cân nặng của cần là 350g, mã số 10, giá là 1.200.000. Đây, 1.200.000 nha. Tiếp theo mã số 11. 11 thì đây sẽ có một con cần lục của dòng Shimano. Đây, Shimano nha anh em. Cái dòng màu xanh biển nha. Swift Leader dòng EV, dài 4m25, độ cứng cần là DST. Có đây bản China xuất Nhật nè. Đây có mã code và tem vàng đầy đủ này. Đó, pad con này là pad Fuji NS7, dàn khoen có con này là dàn khoen full shift rồi. Cái con này thì khỏi bàn nha anh em. Cái dòng thì đánh cực ngon. Cái ngọn của mình thì đo được cho mình là ngọn 2.5 ly, nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu full shift chống xoắn, phôi hai da, định vị này. Đó, định vị nha, tổng thể thế này, lóng clip thì sáng đẹp, ok rồi. Đó, sáng đẹp như này, thì kè là 4 lóng nha. Mấy con này thì đẹp sáng hết, bên em hỗ trợ hạ phát miễn phí cho mình ạ. Đó, hỗ trợ mã phát miễn phí nha. Rồi cái dòng Swift Leader EV này thì anh em mình xài nhiều thì biết, con này thì con dạng đời mới của China xuất Nhật. Con này thì cân nặng của mình được là 380g. Con này thì giá con này mình là giá 2.800.000 nha. Đây con này giá 2.800.000 ạ. Rồi tiếp theo thì mã số 12. 12 thì ở đây sẽ có cho mình là một con cần, à, một cái cán vợt này, đây một cái cán vợt nha. Cái cán vợt này là cán vợt carbon, độ dài của cán là 5m nha anh em. Đây, của cán là 5m nha. Cán này thì không có dây đeo. Thì cái gen của mình á, gen cán vợt thì gen 12 anh em đều biết rồi. Đó, gen 12 nha, cán carbon nha. Này, anh nhìn kỹ nha. Cái này thì cần ra thẳng nha, không ống ẹo cho mình. Đó, để cho mình giá tốt thôi. Rồi con này thì cán này để cho mình giá là 450 nha. Đây, 450.000. Đây, cái vợt carbon nha, đóng semi chống nổ này. Cán này thì mình đa năng, anh em mình về mình làm vợt cá, lỗ móc lỗ này. Mình có thể là quét mần nhện trong nhà, mình có thể làm xèo xào mình hái trái cây cũng được nha. Mã số 12, 450. Mã số 13, một con cần he chi dây trong. Con này he chi dây trong của Daiwa nha, rất đẹp nha. Đây, Daiwa. Độ dài cần là 2m1, độ cứng 20. He chi thì chuyên cho mình câu bè. Con này bản Daiwa xuất Nhật này, có mã có tem vàng. Con này thì dính keo nha. Đây, dính keo khiến thế này, chưa có vệ sinh sạch. Và khoen con này là khoen xích nha. Đây, khoen xích. Cái ngọn của mình thì đo được cho mình xác cái này là ngọn 2 ly. Con này thì em về mình có thể lên khoen này. Mình lên khoen nha. Mình lên khoen hoặc là mình có thể là luồn dây, mình câu bè vẫn được. Cứng 20 thì cũng dạng vừa thôi, nó sẽ không cứng và không mềm lắm. He chi thì sẽ có gút như thế này nha. Đây gút cán dẹp này cho mình câu bè. Cân nặng của mình là 148g, mã số 13, giá 500.000 ạ. Đây, 500 nha. Cái này dính keo thôi, chưa có vệ sinh nha. Hàng về nhiều cũng không vệ sinh được. Tiếp theo mã số 14. 14 thì một con cần dây trong 2 khúc của Daiwa Hồng Horlock. Đẹp như này, con này 2,5m nha. 2,5m. Con này bản nội địa Nhật Japan, có mã có tem vàng. Cái độ cứng của cần này á thì nó rơi cho mình tầm khoảng từ 80 đến 150. Carbon Quicker Pogamet, phôi hai da này. Đó, phôi hai da như này. Cần rất đẹp nha. Con này bên đây vẫn hỗ trợ lên khoen. Anh em mình lên một bộ khoen tầm khoảng vào 200.000 hơn nha. Khoen riêng nó trăm mấy ngàn bộ rồi, tiền công nữa. Bên đây vẫn hỗ trợ lên khoen nha. Hoặc anh em mua về mình tự lên khoen hoặc mình có thể luôn dây được ạ. Tay cầm cán mút bát vặn này, Daiwa Horlock chính hãng luôn nha. Cần cực đẹp Daiwa. Mã số 15, cân nặng là 270g, mã số 15 nha anh em. Giá của đây là giá 550 nha. Đây, 550.000 ạ. Cực rất đẹp nha. 16 thì sẽ có một con cần tay trợ máy. Cái con cần tay trợ máy này thì bên em vẫn hỗ trợ xả xuống cần tay cho mình luôn. Con này thì của Daiwa đây. Đây, Daiwa rất đẹp nha. Em cho mình xem mấy các lóng của cần này. Phôi hai da hết cho mình ạ. Quay giá nha. Con này thì nó di kèm cho mình là 6 lóng. Đây, 6 lóng như này, 36 lóng này. Anh em nhìn kỹ nha, phôi rất đẹp. Cái con này là cần tay trợ máy của Daiwa Carbon Quicker, độ dài 5m4, độ cứng 2 thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 4h này, tầm 4h nha. Đó. Cái đầu khoen chạy của mình là khoen xích này và mấy cái khoen trên này thì có khoen chạy khoen nhỏ nhỏ hết. Nó dạng cần tay trợ máy. Thì cái đầu ngọn con này á thì cần tay trợ máy đều là ngọn tháp hết nha. Đây, đều của mình là ngọn tháp hết này. Cái ngọn nhỏ thôi, tầm khoảng 0.7 ly. Cái độ cứng con này tầm khoảng 4h nha, cần ra thẳng nha, không ngõ nghèo đó. Đó. Cái pad con này á thì nó sẽ có một cái chỗ miếng này. Cái con này thì bên em vẫn hỗ trợ xả tay nha. Xả tay thì em sẽ tháo pad, gắn đờ bu và tháo khoen, quấn chỉ luôn, chống nổ hết cho. Đó, tổng thể thế này. Anh em thích thì làm tay trợ máy hay cần tay vẫn được. Đó. Phôi tương đối dày, phôi hay da. Rồi con này thì mã số 16, cân nặng là 200g, giá 1.000.000 như này. Con này bản nội địa Nhật Japan nha. Đây, giá gửi em mức giá là 1.000.000 cho mình ạ. Và tiếp theo thì mã số 17.
bảy thì một con cần đai qua luôn, cái con là cần tay đắp khúc. Cái cần tay đắp khúc này thì có đai qua thì anh em chơi nhiều biết nha, cái con này thì cực ngon này. Đó, phụ kiện thì sẽ có cho mình hai cái đắp chụp kèm. Đây, cần tay đắp khúc đai qua anh em. Con này thì độ dài cần là 2m1 nha, 2m1 là 6m3. Đây, 6m3 thì cần nó sẽ kèm cho mình là 6 lóng. Con này lóng dài nha, lóng dài nó 6 lóng nha. Chứ bình thường mấy con tay đắp khúc á thì sẽ là 7 lóng. Đây, rất đẹp nha. Cái đai qua, cái tay cầm của nó, cái chui của nó thì anh em mình xài nhiều, chuyên nghiệp á, nhìn là biết rồi, khỏi cần đánh mắt đây, mắt đắt đai qua như này. Đó, cái bản này thì là bản carbon giả phân trúc này, Japan nội địa Nhật, 6m3. Con này thì nó cứng tầm khoảng vào 3-5H cho mình thôi. Đó, anh em thích thì về bao nhiêu mình gắn bao nhiêu nha. Cái ngọn của mình này, cho mình xem cái ngọn này. Cái ngọn con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng 0.9 ly thôi. Đây, 360 độ chống xoắn nha. Đây, cần tay ráp khúc, anh em thích bao nhiêu thì ráp bấy nhiêu nha. Rất là tiện nha mình ạ. Cần cực đẹp nha, đây qua Japan. 6m3, con này tổng trọng lượng của cần á thì cần được cho mình là 170g, mã số 17. Giá con này là giá 1.200.000. Đây, 1.200.000 nha. Con này thì mình rô giết đánh chết của cá mè được như này. Tiếp theo mã số 18. 18 thì ở đây sẽ có một con cần lu. Cái con này là cần lu của dòng Masocraft như này. Đây, cần lu Masocraft mới tin chưa xài qua nha. Anh em lưu ý nha. Của dòng Koza. Dài là 6.92 thì rơi cho mình tầm khoảng vào gần 2m1, tầm khoảng 2m07-08 như này. Cái bao vải con này thì nó sẽ có hai ngăn này. Đó, cần mới tin chưa xài qua nha, một ngăn phụ, một ngăn chính này. Đó, một ngăn phụ, một ngăn chính nha. Cái dòng này thì dòng nội địa Nhật nha, Japan. Anh em nhìn kỹ nha, con này thì để cho mình giá cực tốt luôn. Đó, có da này, có da như này, zin theo cần. Con này thì lua tầm khoảng 1/8, 3/8 OZ, cứng NML 2m07-08 thì rơi cho mình tầm khoảng vào 12g á, 12-14g gì đó này. Nó ghi sẵn cho mình thế này. Thì con này bị giá bên Nhật như này, giá bên Nhật là 15.000 yên thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 2.700-2.800. Thì em để mình giá cực tốt nha. Con để cho mình giá cực tốt luôn. Hàng mới tinh 100% chưa xài qua. Còn nguyên siêu nơi cái pad này, phôi hai da, khoen xích cho này, cổ da. Đó, cổ da như này. Bản Japan. Con này thì cực đẹp nha, mới cứng. Thế là cho nên mình lưu dạng lưu vừa thôi, mình lưu nháy hơi. Nháy thực thì mình lưu nháy nhỏ thôi, tầm khoảng vừa 15g đổ lại. Ngọn 1.8 ly này. Đây, ngọn 1.8 ly thì để cho mình giá cực tốt 1.800.000 nha. Còn để cho mình giá là 1.800.000. Và hôm nay xả cho mình xác giá luôn nha. Này, xác giá như này. Koza 2m07 1.800.000 ạ. À, mới tin chưa xài qua. Nội địa Nhật Japan. Rồi tiếp theo thì mã số 18. 18 thì đây sẽ có một con cần máy ngang, cái con này cho anh em mình nha. Anh em mình câu bè này, mình lua mà lua nhá hơi chứ thật vẫn được này. Có là cần máy ngang carbon 1m8. Con này thì khoen pass là khoen pass chính hãng theo cần nha. Con này độ cứng cao, độ cứng cao như này. Tình trạng thì gốc của nó sẽ có xước sơn này. Cái này thì nó sẽ nó bọc một, nó làm một cái mà dây buộc bảo hiểm á, xong rồi nó tháo ra như này. Cái keo á, tháo ra keo nó dính tróc keo như thế này. Khoen cái mình là khoen loại sứ rồi. Đó. Cái độ cứng con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào NMH như này. Ngọn của mình á thì đo được cho mình sát cái này á là ngọn 1.6 ly. Đây, tập thể thế này. 1.6 ly nha, 1.8. Độ cứng tầm khoảng NMH. Con này thì mã số 18, giá là 400 như này. Đây, giá là 400.000. Cân nặng của mình được là 190g. Cho mình lùi nhé, hơi nhé, thật này. Câu bè được nha, máy ngang bạo lực. Mã số 19 thì một con cần máy ngang. Cái con này thì khỏi bàn rồi. Con này thì hàng hiếm như này. Hàng limited nha, của Alpha Tackle. Con này là cần máy ngang một khúc, à, máy ngang hai khúc như này. Nhầm, máy ngang hai khúc của dòng Alpha Tackle. Độ dài cần là 1m95, bản limited như này. Đây, made in Japan. Con này khoen của mình là khoen titanium nha. Đây, anh em nhìn kỹ nha. Khoen titanium xích gold. Đó, titanium xích gold nha. Con này cái bản giới hạn, hầu như Việt Nam mình không có được vài cây đâu. Con này thì anh em mình câu bè, mình lua lóc, lua chẽm được này. Tay cầm thì bằng cán mút, bắt bằng Fuji gold. Dàn khoen Fuji gold như này, titanium nha, xích gold hết này. Đó, tổng thể thế này. 1m95, cái ngọn của mình thì đo được là ngọn 1.4 ly. Độ cứng con này thì rơi cho mình tầm khoảng M đến MH nha này. Đây, M tới MH. Lưu lóc lưu chẽm được, anh em mua sưu tầm. Cân nặng của mình là 140g, mã số 19. Giá con này là giá 2.500.000 này, 2.500.000 nha. Anh em lưu ý nha, con này là khoen titan và bản giới hạn của Alpha Tackle. Chứ mấy anh em muốn thích mấy cái bản thường á, như con này thôi. Đó, nó cũng cứng bằng nhau, ngắn hơn một xíu thôi, giá rất là rẻ. Mã 20 ạ, 20 thì một con cần một khúc như này. Đây, con cần một khúc nha, con này máy ngang. Con này thì tương đối cứng. Cái độ dài của cần là 5.6, 1m68 như này. Con này độ cứng là M này. Con này phôi carbon như này.
xoắn caro toàn thân này, rất đẹp nha, dạng quen Fuji ba chân xứ xám. Thì con độ cứng M 1.68 thì anh em mình lùa nhớ hơi và nhớ thật được rồi. Cái ngọn lớn nha, ngọn con này nó làm lớn, nó ra cho mình tầm khoảng 2.7 ly. Đó, 2.7 ly. Con này thì cái phôi rất đẹp nha. Đây, phôi carbon này xoắn caro này, toàn thân luôn. Đây, từ gốc tới ngọn cho bạn ạ. 1.68 một khúc nha. Mã số 21, cân nặng 150g, giá 600.000. Đây, 600 nha. Mấy con này thì mình lùa nhớ hơi chứ thật được. Mấy con này tải cá tốt nha. Cái thông số con này tải cá rơi cho mình tầm khoảng 10kg nha. Đây, 10kg cho mình ạ. Mã số 22 thì một con cần một khúc. Cái con này là một khúc máy đứng. Cho đây mình cô dít cho nè. Đây, con này là cho mình cô dít, cô biển này. Con này là của dòng Fenwick. Cái Fenwick này thương hiệu này của Mỹ nè. Đấy, thương hiệu của Mỹ. Cái này mình dít biển. Cái độ dài cần là 7 feet, là 2m1 nha. Tải mồi là từ 1/2 đến 1/2 OZ, tầm khoảng 4-50g. Tải cá là 30 lờ bao, tầm khoảng 15 cái cá nha. Fenwick nha, tay quan xuất thị trường Mỹ. Mấy con này thì hàng Mỹ thì anh em biết rồi, cực kỳ ngon. Bát vặn này Fenwick chính hãng. Dạng khoen con này là dạng khoen full size 3 chân nha, khoen bướm. Và khoen đề ba là khoen 40, dạng khoen khổng lồ rồi. Đó, độ cứng con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng M đến MH. Đây, đầu bu xích chống xoắn nha. Tất cả dạng khoen xích luôn. 2m1. Mấy con này mình đi tàu thuyền á, mình câu cực ngon nha. Đó. Tầm khoảng M khoen xích, cứng tầm khoảng MMH 2m1 ạ. Fenwick con này thì mã số là 21 nha. Cân nặng là 420g. Giá con này là giá 1.700.000 như này. Đây, con này giá là 1.700.000 nha. Đó, 1.700.000 ạ. 2m1 cái này. Đó, một khúc nha. Mã số 22, 22 thì ở đây sẽ có một con cần cắm gốc. Cái con này là cần cắm gốc, cho nên mình cô máy điện này. Đó. Con này là thương hiệu của mình là dòng Alpha Tackle. Con này bản nội địa Nhật cho anh em, made in Japan. Độ dài cần là 2m này. Thông số này, độ cứng rơi cho mình tầm khoảng từ 100 đến 150. Thì con này anh em mình câu biển, mình câu trên thuyền, câu máy điện được rồi nha. Dạng khoen con này là dạng khoen full size này. Đây, full size 3 chân nha. Đây, full size 3 chân. Cần thì nguyên bản nguyên zin rất đẹp như này. Đó, nguyên bản nguyên zin nha. Con này thì mình câu máy điện, mình câu ngâm. Câu nước sâu tầm khoảng 70-100m này. Ok như này. Đó. Cái tay cầm con này thì bằng cán bút và gốc của mình là cắm gốc nha. Gốc con này thì cắm vào. Đó, em vặn lại nha. Nó có gen vặn lại nha mình á, cực kỳ cứng cáp. Con này thì cân nặng của mình á thì đến đo thực tế nha. Quên ghi thông số là. Rồi con này thì thông số của mình á là độ dài của cần như này là 2m nha, cân nặng là 410g, ngọn 2.5 ly, cứng trừ 100 đến 120. Anh Patek cổ cắm gốc. Con này mã con này thì giá của mình là giá là 1.600.000 nha. Đây, 1.600.000 ạ. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần cắm gốc. Đây, cái con này là cần cắm gốc cho mình câu biển luôn. Con này là cần zip nha. Con này là cần zip, con hồi nãy là câu máy điện. Cái con này là cần cắm gốc của dòng Ocean. Con này bản nội địa Nhật cho anh em. Đây, Japan này. Đây, Kobe Japan nha. Cái độ dài của cần thông số này 7 feet là 2m1 nha. Thông số tải mồi tầm khoảng 2 OZ, tầm khoảng 56g, tải cá 20 lờ bao. Con này lưu á là 56g, trên đây mình zip biển á thì rơi cho mình tầm khoảng 89g, 90g được nha. Dạng khoen là dạng khoen full size này, chân cao H30, bát vặn Fuji, tay cầm cán mút. Đây, tay cầm cán mút nha. Tổng thể thế này. Cần thì nó là cắm gốc như này. Đó, tầm bút khoen xích nha. Tổng thể thế này. Cần thì nó sẽ còn đẹp sáng hết 2m1. Cho nên mình zip nhồng, anh em mình zip có thu được nha này. Tức là những cái dòng như là cá mú anh em mình cô ngâm vẫn được này. Cái con thì đa năng, cô ngâm cô zip được. Con này thì trọng lượng của cần là 330g. Giá con này là giá 1.600.000 ạ. Đây, 1.600.000 nha. Khoen xích hết. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần máy ngang. Cái con này là con cần máy ngang, cho đây mình cô zip như này. Con này thì của dòng là Tigerwood. Đây, Tigerwood nha. Tigerwood Ocean, độ dài cần là 6.4, 1m92 như này. Ngọn là UL. UL cần zip á thì tải mồi này lưu mát là 150g. Con này tải Zran á, con cá mà tầm khoảng 2.3 kg, anh em mình cẩu luôn nha. Anh em mình muốn thì em sẽ test cho mình là 2.3 kg mình cẩu lên bình thường như này. Nhất họng được bình thường này. Con này thì thông số cần á là 1.92, dàn khoen của mình là dàn khoen full size thế này. Đó. Dàn khoen full size đó nha. Cắm gốc cần thì còn mới đẹp. Cái ngọn con này thì đo cho mình được xác cho này là ngọn 2.2 ly. Con này độ cứng tính theo mà cần zip á. Thực tế thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng từ M đến MH ạ. À. Đó, MMH cho này. Khoen xích hết này. Máy ngang ạ. À. Ocean của dòng Tigerwood nha. Con này thì cân nặng là 190g, giá để cho mình giá 2 triệu nha. Đó, giá 2 triệu nha. Cần rất đẹp. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có một con cần cắm, con cần hai khúc, cái con là cần lua nha.
đây cần lưu nha, cần lưu ai khóc máy đứng của dòng Smith. Cái thương hiệu Smith này á, chung là anh em nó là thương hiệu của Mỹ này, nó Mỹ, nó bán tại thị trường Nhật rất là nhiều đó, dòng Smith này. À, super dòng sticker Smith, thông số độ dài con này là 7,6 là 2m28 nha, thông số tại mồi từ 10 đến 60g, tại cá từ 8 đến 25 lờ bao. Con này anh em mình đi lưu gần này, mình lưu nhất thật đều được nha. Con này dạng zitkin nha, 2m28, độ cứng tầm khoảng MH đổ lên, ngọn 2.2 ly, tất cả dàn khoen của mình đều là dàn khoen full xích hết. Con này thì anh em mình lưu lóc như này, lưu lóc lưu chẽm, lưu con cá tầm khoảng vào 10 đến 12 kg thoải mái này. Đó, cứng tầm khoảng MH nha. 60g thì anh em mình tải nhái thực ok rồi. Đó, cần rất đẹp nha, hai khúc Smith. Cân nặng của mình á là được 240g. Giá con này để cho mình giá là 1 triệu 8 nha. Đây, 1 triệu 800 ngàn. Giá cực tốt ạ. Rồi cuối cùng thì sẽ có hai con cần này, hai con cần cho mình câu ngâm. Một con cần hai khúc ạ, câu ngâm này. Con cần là cần thương hiệu của mình là dòng Suzumi. Độ dài cần là 2m4, độ cứng 50. Con là cần dây trong liên khoen nha. Đây thì anh em muốn cái con cần này dây trong liên khoen. Thì mấy con này á thì bên em vẫn hỗ trợ liên khoen nha. Đây liên khoen cho mình này. Theo dòng khoen chân ca thế này và có khoen lớn hơn nha. Thì con này là 2m4 cứng 50 đã lên khoen sẵn cho mình. Hàng này thì chưa sử dụng qua nha. Đây nội địa Nhật Japan. Khoen cái mình là khoen chân ca này loại sứ. Cứng 50 thì dạng vừa thôi, ngọn 2.8 ly. Tình trạng cần còn đẹp nha, tay cầm cán bút bát vặn này. Bát vặn nha, tổng thể thế này. Con này thì cân nặng của mình được là 260g. Con này thì để cho mình giá 600 nha. Mấy con này bình thường thì giá tầm khoảng 400 ngàn chưa lên khoen. Mà nguyên cái bộ khoen về tiền công thì rơi cho mình tầm khoảng vào 300 ngàn như này. Thì em lên sẵn cho mình rồi. Đó, để cho mình giá tốt thôi, 600 ngàn ạ. Mấy con dây trong này lên thì cực nhẹ, anh em mình đưa lưu gần này, lưu gần hoặc mình câu ngâm đều được nha này. Con này cân 50 thì rơi cho mình tầm khoảng MH ạ. Rồi cuối cùng thì một con cần 3 khúc chuyên dụng cho nên mình đánh chép câu ngâm lan xê. Cái con này thì chỉ nó hơi xấu này, chỉ nó hơi xấu này, nó bị tróc này. Thì anh em về mình có thể lên keo lại nha, em để cho mình giá tốt thôi. Có là cần 3 khúc của dòng Sunfish, dài 33m6, cứng 50, double carbon. Cái chỉ của nó thì lâu ngày nó hơi bị cũ này. Ở tổng thể thế này, cứng 50 thì dạng vừa, ngọn 2.8 ly. Con này nguyên bản zin hết nha, nên cái chỉ hơi cũ thôi, bản nội địa Japan. Con này thì để cho mình giá là 600 ngàn như này. Còn này 3 khúc mã cuối cùng nha, cân nặng 340g, ngọn 2.8 ly. Để cho mình giá tốt, 600 ngàn ạ. Và tổng thể thì một số máy như này. Đây, máy câu và phụ kiện tại Nam Kinh Box, em sẽ gửi cụ thể qua Zalo hơn. Thì hôm nay sẽ lên cho mình giá cần giá tốt nha. Sáng em sẽ lên một video là phụ kiện đầy đủ, còn chiều em sẽ lên một video giá rẻ này. Rồi cho mình tầm khoảng từ 6 đến 7 giờ tối nha. Thì em sẽ lên một cái số cần giá cực rẻ luôn. Đó, xả cho em về chơi. Rồi hẹn gặp với Zalo lần sau. Chúc các em một ngày tốt lành ạ.